Chuyện về Phi Tần nhỏ hơn hoàng đế 41 tuổi, vừa nhập cung đã liên tục sinh nhiều con, hậu bối của bà đều lên ngôi hoàng đế nhà Thanh. Trong thời kỳ nhà Thanh, chế độ tuyển chọn phi tần hậu cung cực kỳ nghiêm ngặt, cứ mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần. Rất nhiều nữ nhân thông qua tuyển tú đã có cơ hội thay đổi cuộc đời. Vào thời hoàng đế Đạo Quang cũng có một nữ nhân huyền thoại như thế. Bà nhỏ hơn hoàng đế 41 tuổi, sau 8 năm nhập cung, bà đã hạ sinh nhiều người con. Đó là Trang Thuận Hoàng Quý Phi Ô Nhã Thị. Như chúng ta đã biết, hoàng đế Đạo Quang có tính tình rất cổ quái. Phi tần bên cạnh ông không có một ai chưa từng bị giáng chức. 6 tháng sau khi nhập cung, Ô Nhã Thị bị giáng làm thường tại. Do ảnh hưởng từ phim ảnh, nên mỗi khi nhắc tới hoàng đế thời nhà Thanh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cụm từ như cao cao tại thượng, cẩm y ngọc thực, hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Đạo Quang đế, người được mệnh danh là hoàng đế keo kiệt nhất trong lịch sử Trung Quốc. Mỗi bữa cơm, Đạo Quang chỉ cho phép có tối đa 4 món ăn trên bàn, trong khi Từ Hy có cả 100 món cho mỗi bữa. Quần áo cũng không được xa hoa liên tục đổi mới. Bản thân ông tiết kiệm đã đành, các phi tần trong cung cũng phải tuân theo lối sống này của ông. Ví như không phải ngày lễ lớn thì không được ăn thịt, không được mặc đồ gấm cao sang. Đáng sợ nhất là để tiết kiệm tiền bạc, Đạo Quang còn giáng vị một số phi tần để hạn chế bổng lộc phát cho họ. Trang Thuận Hoàng Quý Phi Ô Nhã Thị là một trong những nhân vật xui xẻo từng bị Đạo Quang giáng vị. Bà nhập cung khi chưa tròn 16 tuổi, trở thành quý nhân. Ai ngờ chưa kịp một bước lên mây, Ô Nhã Thị bỗng bị Đạo Quang giáng xuống làm thường tại. Trang Thuận Hoàng Quý Phi Ô Nhã Thị sinh năm 1882, là con gái của Bút Thiếp Thức Ô Nhã Linh Thọ. Mẹ đẻ của bà là thiếp trong nhà, nên tính ra xuất thân của Ô Nhã Thị cũng không được cao cho lắm. Nhưng may mắn thay, nhờ thừa hưởng hết những điểm vượt trội từ cả cha lẫn mẹ, Ô Nhã Thị từ khi sinh ra đã nhận được nhiều sự chú ý vì vừa xinh đẹp lại thông minh. Gia tộc của bà thuộc hệ Ba Bái của Ô Nhã Thị, xét thứ hệ là cùng tộc với Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu và Thanh Nhân Tông Ân Tần. Tuy nhiên, một chi huyết thống của Trang Thuận so với Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu tương đối xa. Từ thời Khang Hy Đế đã chia ra 5 hệ. Từ bối phận mà nói, Hiếu Cung Nhân Hoàng Hậu là cao tổ phụ tộc Cô Mẫu, so với Trang Thuận Hoàng Quý Phi là khoảng 5 đời. Bên cạnh đó, Ân Tần thuộc chi hệ gần. Cha của Ân Tần là anh trưởng của Tần tổ phụ của Trang Thuận Hoàng Quý Phi. Do vậy, Ân Tần là tổ phụ Đường tỷ, cũng chính là quan hệ đường cô tổ mẫu. Đạo Quang đế khi ấy đã hơn 55 tuổi. Dĩ nhiên, ông rất thích nàng Lâm Quý Nhân mới nhập cung, vừa có dung mạo như hoa như ngọc, vừa có tri thức, hiểu lễ nghi này. Nhưng đáng tiếc, chỉ vài tháng sau, Lâm Quý Nhân đang yên lành bị giáng xuống hàng thường tại, mà niềm yêu thích ban đầu Đạo Quang đế dành cho bà cũng phai nhạt dần. Có thể nói địa vị khi ấy của Ô Nhã Thị tụt dốc không phanh, cuộc sống của bà trong cung cũng không mấy dễ chịu, thị nữ của bà thường xuyên bị người ta bắt nạt. Mỗi lần trông thấy thương tích trên người thị nữ, Ô Nhã Thị vừa thương vừa sợ, bà biết mình không thể ngồi yên chờ chết như thế được. Đến năm Đạo Quang thứ 20, may mắn đã mỉm cười với Ô Nhã Thị khi bà mang thai. Đạo Quang đế hay tin vô cùng vui sướng, lập tức sủng ái bà trở lại, phong bà làm Lâm Tần. Ô Nhã Thị nhanh chóng bước vào hàng ngũ phi tần có vị thế khá cao trong cung. Sau đó, Lâm Tần hạ sinh thành công Hoàng Thất Tử Dịch Hoàng. Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế vui mừng quá đỗi, tiếp tục tấn phong bà lên làm Lâm Phi. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, Ô Nhã Thị đã đi từ một quý nhân bị giáng vị lên hàng ngũ phi vị, quả thực là nỗ lực khiến người ta phải nể phục. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Lâm Phi Ô Nhã Thị tiếp tục sinh thêm 3 đứa con nữa cho Đạo Quang đế, lần lượt là Hoàng Cửu Nữ Thọ Trang Công Chúa, Hoàng Bát Tử Dịch Hổ, Hoàng Cửu Tử Dịch Huệ. Tin vui lần lượt kéo đến khiến Đạo Quang đế hạnh phúc không thể tả. Vậy nên sau khi sinh Hoàng Cửu Tử Dịch Huệ chưa được bao lâu, Ô Nhã Thị được tấn phong lên làm Lâm Quý Phi, khi ấy bà chỉ mới có 23 tuổi, tương lai rộng mở vô cùng. Năm Đạo Quang thứ 28, năm 1848, Ô Nhã Thị lại có thai. Nếu lần này sinh hạ thành công, chắc chắn bà sẽ được tấn phong tiếp.
Đáng tiếc trời cao không chiều lòng người, Ô Nhã Thị không giữ được đứa bé. Năm Đạo Quang thứ 30, Hoàng đế Đạo Quang băng hà, Ô Nhã Thị chỉ mới 29 tuổi. Hoàng đế Hàm Phong nối ngôi. Sau khi Hàm Phong đế đăng cơ cũng rất kính trọng bà, tôn bà làm Hoàng khảo Lâm Quý Thái Phi. Ô Nhã Thị thường nấu ăn, thêu thùa may vá tặng quà cho tân đế, nên quan hệ giữa bà và Hàm Phong rất tốt đẹp. Năm Hàm Phong thứ 11, Hoàng đế Hàm Phong băng hà, Hoàng đế đồng trị kế vị, tấn tôn bà làm Hoàng tổ Lâm Hoàng Quý Thái Phi. Hoàng đế đồng trị rất kính trọng bà, cho phép bà an hưởng tuổi già trong hậu cung. Cuối cùng năm đồng trị thứ 5, bà qua đời, hưởng dương 45 tuổi và được ban thụy hiệu Trang Thuận Hoàng Quý Phi. Như vậy, bà đã sống qua cả thảy ba đời hoàng đế là Đạo Quang, Hàm Phong và đồng trị. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là cháu trai và cháu chắt của bà về sau đều trở thành hoàng đế của Đại Thanh. Đó là hoàng đế Quang Tự và hoàng đế Tuyên Thống tức Phổ Nghi. Tưởng rằng chỉ có lãnh cung mới thiếu thốn đủ thứ. Tuy nhiên thời Thanh có một quy định kỳ lạ khiến các phi tần sống khổ sở. Lãnh cung là nỗi khiếp sợ của các phi tần không chỉ vì đây là nơi dành cho những người bị hoàng thượng hắt hủi, mà còn vì điều kiện sinh hoạt hàng ngày vô cùng thiếu thốn. Nếu như trước đây khi ở bên ngoài, các phi tần luôn có người phục vụ, chuyện ăn mặc đều được coi trọng, thì một khi đã vào lãnh cung thì tất cả những thứ ấy đã không còn. Thậm chí họ còn phải chịu đựng sự bạc đãi của các cung nữ, thái giám. Trong lãnh cung hẻo lánh không biết ngày ra, khẩu phần và đồ dùng tiêu chuẩn của phi tần bị cắt giảm nghiêm trọng. Nhiều người còn không có đồ ăn do đã bị thái giám cung nữ lấy hết. Cuộc sống khổ sở như vậy nên các phi tần đa phần khi nghe tới lãnh cung đều nhất quyết không muốn đi. Tưởng rằng chỉ có lãnh cung mới bị đối xử tệ bạc như vậy. Ấy vậy mà lịch sử nhà Thanh từng tồn tại những năm tháng mà các phi tần không bị đè vào lãnh cung vẫn phải chịu cuộc sống kham khổ như vậy. Lý do là gì? Cơm ăn ba bữa là chuyện khó khăn. Trong xã hội phong kiến, việc được nhập cung vốn là mơ ước của rất nhiều nữ nhân. Nguyên nhân là vì chỉ cần được gả cho hoàng thượng, họ sẽ có cuộc sống xa hoa, tha hồ thưởng thức sơn hào hải vị, sống trong nhung lụa. Trên thực tế, trong lịch sử không phải vị hoàng đế nào cũng hào phóng như vậy. Triều Thanh thời vua Đạo Quang từng khiến cho nhiều phi tần oán thán bởi quy định kỳ lạ mà hoàng đế đưa ra, không cho phép phi tần ăn thịt. Đạo Quang đế sau khi lên ngôi ban bố hàng loạt quy tắc trong cung như quan lại không cần cống nạp vật phẩm, không cần xây dựng cung điện, trong hậu cung ngoại trừ hoàng hậu, tất cả phi tần và cung nữ đều không được phép ăn thịt, không sử dụng phấn son và không mặc quần áo được làm trang trí từ ngọc ngà châu báu. Các quy định này có vẻ trái ngược hẳn so với nhiều vị hoàng đế trước đây, nên chúng đã khiến nhiều người băn khoăn. Thực tế, nguyên nhân của việc này rất đơn giản. Đạo Quang đế từ khi chưa lên ngôi đã nổi tiếng là người có lối sống tiết kiệm. Khi còn là hoàng tử, mỗi năm ông nhận bổng lộc từ vua cha hơn 1 vạn lạng bạc trắng. Đây là mức thu nhập rất cao vào thời đấy, nhưng ông không hề dùng đến chúng. Mỗi bữa ăn, Đạo Quang chỉ ăn bánh màn thầu và bánh rán. Chuyện ăn sơn hào hải vị là điều chưa bao giờ ông nghĩ tới. Sau này khi đã trở thành hoàng đế, Đạo Quang vẫn dựa theo lối sống trước đó của mình áp dụng trong cung. Ông ra sức ban hành những quy định tiết kiệm, tránh lãng phí. Ở thời ông, quan lại không cần cống nạp vật phẩm, kể cả là ngân lượng, cung điện cũng không cho xây dựng. Trước đây, số tiền chi trả cho các hoạt động trong cung hàng năm khoảng 40 vạn lượng bạc, nhưng sau khi Đạo Quang đế lên ngôi thì đã bị cắt giảm xuống còn 20 vạn lượng bạc. Các vị vua khác yêu cầu mỗi bữa phải bày đủ trên dưới mấy chục món sơn hào hải vị, nhưng Đạo Quang đế chỉ yêu cầu ngự thiền phòng chuẩn bị đúng 4-5 món chủ đạo mỗi bữa ăn. Đối với các phi tần cũng vậy, hoàng đế lệnh cho họ hàng ngày tuyệt đối không được ăn thịt, mà chỉ được dùng rau xanh, hoa quả. Điều này vô tình đã khiến cho các phi tử dù bước qua được cánh cổng hoàng gia, nhưng điều kiện sống và sinh hoạt còn thua xa người thê thiếp của các quan lại, quý tộc bên ngoài. Ban đầu Đạo Quang ban hành quy định toàn triều đình tiết kiệm là vì vấn đề quốc khố, nhưng lâu dần, ông đã biến những quy định này trở thành thói quen và lối sống. Không chỉ trong chuyện ăn uống, ngay cả lối sống sinh hoạt và ăn mặc hàng ngày, Đạo Quang cũng tiết kiệm hết mức có thể. Ngoại trừ long bào, tất cả quần áo khác của vua đều chỉ được làm từ vải bình thường, không dùng lụa là gấm vóc. Có người còn nhận ra một tháng vua mới thay quần áo một lần. Chính vì điều đó mà Đạo Quang đế được mệnh danh là vị vua tiết kiệm nhất trong lịch sử Trung Quốc.